đỉnh cao của sự thông minh nằm ở đâu? 1. Luôn làm mọi thứ trong âm thầm, nhìn qua tưởng không biết gì, nhưng lại là người rất thông minh. 2. Không nghe thị phi, không xem thường ai, không phán xét ai. 3. Không dễ tức giận, người thông minh luôn biết cách kiểm soát bản thân và không dễ dàng chịu cảm xúc tiêu cực từ người khác. 4. Là người đơn giản, không quá phô trương, họ tập trung vào giá trị bên trong mình. 5. Không giúp người không biết cảm ơn, không giúp người vừa nghèo vừa không cầu tiến. 6. Không tranh luận đúng sai cho bằng được, họ không cố gắng chứng minh mình đúng, nhưng luôn nhận được sự công nhận và kính nể từ người khác.